Thực sự có những câu chuyện mà khi nghe cũng cảm thấy là đau lòng Câu chuyện sau là câu chuyện của một người gốc Việt Là người thượng bị chính phủ châm trục xuất về nước Một số di dân gốc Việt đã bị chính phủ châm hồi hương về nước Việt Nam trong hai năm qua Một trong những người mà báo chí có thể liên lạc được đó là anh Chua, Một người Việt thuộc sắc tộc thiểu số Mông Chai nhà trong số ra vào ngày 12 tháng 12 vừa qua, tờ báo mạng Đông Nam Á toàn cầu đã đăng bài của ký giả Sheldon, người đã viết về trường hợp của anh Trương A mà ông gặp ở Việt Nam. Và sau đây là câu chuyện chia sẻ của ông Dens Khi những vụ trục xuất gia tăng dưới thời của chính phủ Tổng thống Donald Trump, những người từng thoát khỏi chiến tranh Việt Nam này bóng mắc kẹt giữa hai kẻ cầu thủ. Và đây là câu chuyện về một người bị trục xuất, nhận thấy mình là một người xa lạ ở một vùng đất xa lạ nơi anh đã trở thành một mục tiêu của sự kỳ thị vì hậu quả thời chiến tranh của cha anh và vì anh là thuộc sắc tộc dân thiểu số. Chuck à mang gánh nặng của lịch sử Việt Nam, năm nay 33 tuổi, anh có vóc dáng lực lưỡng xăm mình như là giới trẻ ở Mỹ và mỉm cười dễ dàng với người lạ, bất chấp hoàn cảnh khó khăn của riêng anh. Ngồi trong một quán cà phê ở gần tòa thị chính tại Sài Gòn, anh mô tả sự chuyển tiếp đột ngột từ khi anh bị ép buộc phải rời khỏi tiểu bang North Carolina để mà trở về sống ở Việt Nam. Một đất nước nơi mà người cha Việt Nam của anh đã từng chiến đấu và cuối cùng đã phải rời bỏ để qua Mỹ tị nạn. Anh bị tách ra khỏi gia đình bởi hơn 14.000 cây số và một đường biên giới để lại ở North Carolina là vợ không có hôn thú của anh và bốn đứa con gái của họ. 16 tháng tách lìa đã gây hậu quả tai hại. Anh chia sẻ, tôi nói chuyện với vợ và các con mỗi đêm bằng điện thoại. Tôi không muốn mấy đứa con gái bỏ lỡ cơ hội biết tôi là ai. Con gái thứ nhì và con gái lớn nhất của tôi nói, cha ơi, tại sao cha rời khỏi chúng con? Trước bị trục xuất về Việt Nam trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, ông Tổng thống từng vận động tranh cử dựa trên một diễn đàn bài ngoại bảo hộ kinh tế và dùng những tháng đầu của nhiệm kỳ để một thúc đẩy chính sách hành động này. Chính phủ đã mở rộng danh sách các nhóm di dân đủ điều kiện để bị trục xuất. Những người nào từng nương tựa vào một mức độ bảo vệ từ chính phủ đột nhiên không còn nơi nương tựa được nữa. Hoa Kỳ và Việt Nam từng ký một thỏa thuận vào năm 2008 và đồng ý trục xuất một số người Việt Nam, những người không có tư cách cư trú hợp pháp và một số người đã bị kết án hình sự. Nhưng miễn trừ cho tất cả những người nào đến được nước Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995. Và đây là ngày mà hai nước đã tái lập văn giao. Những người Tây Mỹ trước ngày đó đều được coi là người tị nạn và vì vậy được luật Mỹ bảo vệ. Những người thường luôn luôn được miễn trừ một cách không chính thức trước việc trục xuất. Trước đây, nhà cầm quyền Việt Nam không cung cấp những thứ giấy tờ cần thiết để mà tiếp nhận người bị trục xuất và vì thiếu giấy tờ từ phía Việt Nam. Hoa Kỳ sẽ thải những người cần bị trục xuất sau 6 tháng theo các lệnh giám sát và điều này đã thay đổi dưới thời của ông Trump. Chính phủ Trump đã xét lại thỏa thuận này trong tháng 3 và năm 2017, không cho áp dụng đối với những người đã từng bị kết tội hình sự, ngay cả khi họ đã đến Mỹ trước thời điểm năm 1995. Và thời điểm thay đổi quy ước đó thì cơ quan thực thi công lực di trú và quan thuế ICE đã xác định rằng có tới 8.600 người Việt Nam hội đủ điều kiện để bị trục xuất Việt Nam cần duy trì mối quan hệ vững mạnh với Mỹ nên đã chính thức chiều ý ông Trump và đồng ý cấp giấy tờ du hành cần thiết cho danh sách mở rộng đó. Tuy nhiên, các quan chức Việt Nam và ông Terasius, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam hồi đó, đều âm thầm phản đối Tổng thống Trump và cố tình làm chậm lại tiến trình này, hy vọng sẽ hạn chế tổng số người bị trục xuất. Ông Terasius hầu như là phản đối việc trục xuất những người đến Mỹ trước năm 1995. Ông bắt đầu liên lạc với các viên chức chính phủ Trump trong tháng 5 và cảnh báo họ rằng việc tập trung vào những vụ trục xuất này sẽ gây bực bội cho Việt Nam và gây nguy hiểm cho chuyến viếng thăm sắp tới của Tổng thống trong tháng 11 năm 2017. Chính phủ Trump nói với ông Osius rằng họ chỉ muốn trả di dân phạm luật về lại nước của họ. Thế nhưng ông Osius nêu ra rằng trong trường hợp Việt Nam điều đó không đơn giản như thế trong khi nhiều người bị trục xuất được trả về là các quốc gia trên thế giới mà họ có thể không nhớ và không biết gì về những nơi đó, thì nhiều người trong số những người đến nước Mỹ trước năm 1995 bị trả về lại là một chế độ mà họ đã chạy thoát. Ông Siêu Út, đất nước của họ không hiển hữu. Điều tức cười khi nói rằng một số người đang được trả về lại nước của họ vì không phải vậy họ bị trả về một nước có lá cờ và nhiều người trong số họ mà họ không biết. Chính phủ Trump đã đột ngột ra lệnh chấm dứt nhiệm vụ của đại sứ Osiris trong tháng 11 năm 2017, cách mấy ngày trước chuyến thăm của Tổng thống. Thay vì chờ đợi một số bổ nhiệm mới, ông số sau đó đã từ chức và rời khỏi Bộ Ngoại giao để phản đối những vụ trục xuất này. Anh trước nói về cuộc sống ở Việt Nam, sơ qua vài lời, tôi đang tìm cách hòa lẫn vào, nhưng vẫn không ăn khớp, lòng tôi vẫn còn ở bên Mỹ, mỗi buổi sáng tôi thức dậy, nhìn lên trần nhà như hỏi tại sao vậy, giống như hồi tôi hỏi ở trong tù. Với nụ cười phản lại lời nói trước nói thêm một cách nghiêm trọng Trong lòng tôi tôi muốn khóc Khi định cư ở Mỹ được và mất gì? Đây cũng là một chia sẻ của một người đang định cư tại Hoa Kỳ. Hiện nay tôi đi làm cu trong hãng Mỹ, một giờ được từ 6 đến 8 đồng. Từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống mình cũng vui vẻ khi nhìn thấy hai đứa con tôi tung tăng đi học và tôi biết chắc chắn rằng các cháu sẽ thành đạt. Thời gian qua có nhiều ý kiến đóng góp và tranh luận về vấn đề nên đi hay ở lại Việt Nam cho những trường hợp ra nước ngoài, nhất là đi Mỹ. Tôi xin phép được viết một bài về vấn đề này. Tôi xin chia sẻ một vài ý tưởng về vấn đề này. Mong các bạn đóng góp ý kiến nếu có chỗ nào chưa đúng để bản thân tôi rút kinh nghiệm và làm cho vấn đề đi hay ở thêm phong phú hơn. Hiện nay tôi 51 tuổi định cư Mỹ được một năm. Trước khi tôi đi, tôi là một kỹ sư trưởng phòng trong một tổng công ty thuộc bộ. Tuy chức vụ bé xíu, nhưng trong công ty tôi chỉ dưới 3 người và trên 12 người. Tôi có hai căn nhà nội thành ở quận nhất và quận 3. Một là để ở và một cho thuê. Tôi cũng đi công tác và du lịch một số nước. Vợ tôi làm kế toán cho công ty liên doanh. Tổng thu nhập hàng tháng khoảng 2.500 USD, không tính khoản đột xuất. Trước khi có hồ sơ phỏng vấn ở lãnh sự Mỹ, tôi cũng rất phân vân. Bạn bè, người thân, kể cha mẹ tôi, vì tôi đi theo bên vợ, đều khuyên tôi nên ở lại Việt Nam. Sau khi suy nghĩ thận trọng và cân nhắc được gì và mất gì cho bước ngoặt của cuộc đời, tôi quyết định ra đi. Và hiện nay... Đối với tôi thì thứ nhất tôi mất đi công việc rất tốt mà nhiều người mơ ước và cuộc sống của một gia đình trung lưu ở Việt Nam. Tuổi đã trốn già mà phải làm lại từ đầu, đây là điều vô cùng khó khăn. Xa những người thân yêu như cha mẹ, anh chị em và bạn bè thân thiết, cùng những sinh hoạt hàng ngày làm mình rất nhớ khi đi xa. Mất cái đó nhưng tôi được gì? hai đứa con tôi một trai một gái được học hành trong nền giáo dục đại học hàng đầu thế giới một cháu học ngành máy tính một cháu học dược sĩ được chính phủ hỗ trợ tài chính cụ thể là hỗ trợ học phí và cho vay không lấy lãi cho đến khi tốt nghiệp đây là chính sách chung của nước mỹ tôi không phải lo lắng gì về tiền bạc cho các cháu học hành tôi được những thứ nếu có nhiều tiền ở việt nam cũng không thể mua được đó là môi trường sống tốt như không khí nước vân vân không bị ô nhiễm không phải lo lắng về vệ sinh an toàn thực phẩm về giáo dục ở Mỹ nếu cố gắng học hành dù gia đình thu nhập thấp vẫn được chính phủ giúp đỡ về y tế không phân biệt đối xử người có tiền hay không có tiền khi vào bệnh viện chữa trị ai cũng như nhau cơ sở hạ tầng và ý thức chấp hành luật lệ giao thông của mỗi người rất tốt ra đường không sợ tai nạn giao thông rình rập con người được tự do sáng tạo luật lệ rõ ràng Đặc biệt là xã hội Mỹ luôn tạo ra cơ hội đồng đều cho mọi người vươn lên tùy theo năng lực của mỗi người. Nếu biết cố gắng học tập và làm việc. Với tâm tình chia sẻ của bài này vì tôi thấy nhiều người Việt trên diễn đàn đang sống ở Việt Nam hay Mỹ thường đứng trên quan điểm vật chất là tiền bạc để đánh giá cuộc sống bên nào tốt bên nào không tốt. Mà quên rằng con người sống trong xã hội nào đi nữa thì ngoài tiền bạc còn có những giá trị tinh thần mà nếu thiếu đi thì cuộc sống sẽ mất hết ý nghĩa và buồn chán cho dù ta có rất rất nhiều tiền. Hiện nay tôi đi làm cu ly trong một hãng, một giờ chỉ được từ 6 đến 8 đồng và tôi bắt đầu làm công việc từ 6 giờ sáng cho đến từ 10 giờ đến 11 giờ đêm. Nhưng tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật là vui vẻ khi nhìn thấy hai đứa con tôi tung tăng đi học. Và tôi biết chắc chắn rằng các cháu sẽ thành đạt nếu các cháu cố gắng học tập Tôi không đặt nặng vấn đề qua Mỹ để tìm cơ hội mà vì tương lai của con tôi nên tôi cảm thấy thanh thản và tự giải đáp rằng trong cuộc sống cái gì cũng có cái giá của nó và cũng như không có cái gì là ngon bổ rẻ cả. Vấn đề là khi đã chọn thì phải chấp nhận để mà vui sống. Một chút tâm tình chia sẻ tôi cũng rất mong quý vị đóng góp thêm để mà xây dựng với một tinh thần xây dựng thực thụ. Trân trọng cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe một chút chia sẻ. Dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh. Để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Từ vựa lúa An Giang, chị Trần Mai Trinh, 32 tuổi, theo chồng sang Florida, Hoa Kỳ làm nông nghiệp. Giờ đây gia đình họ có một trang trại rộng hơn 2 hecta, làm chủ vựa cây trái có tiếng ở trong vùng. Chúng tôi bước vào căn quán nhỏ của chị Trinh tại Homestead, Florida khi bà chủ quán đang bận tay hái ba thùng nhãn cho khách. Ở vườn này nhãn từ thứ đặc sản mà người Mỹ rất là thích. Biết có khách Việt chị Trinh hào hứng dẫn chúng tôi ra vườn theo tay chị chị từng chùm nhãn vàng rộm màu da bò sai lúc liệu xen dưới tán nhãn là thanh long hồng cóc và hàng trăm cây giống theo lời chị trinh chị có mỹ đã được 10 năm khi đó chồng chị đã ở mỹ được hơn chục năm và đã mua được mảnh đất hơn 2 hecta chúng tôi quyết định làm trang trại ban đầu phải chặt cây dại nhặt sỏi đá rồi trồng rau bán rau lấy tiền duy trì cuộc sống lấy ngắn nuôi dài sau đó chúng tôi trồng cây ăn trái bây giờ thì có thể yên tâm về cuộc sống ở đây. Một tuần 2 đến 3 lần các công ty cho xe đến mua trái cây, tôi mở quán nhỏ kia để bán cho khách du lịch cho vui thôi, chị Trinh kể như vậy. Hai con chị Trinh đang theo học trường Mỹ, cuộc sống gia đình chị đang ngày càng khá giả hơn. Anh Đường Công Tuấn, chủ nhân của một trang trại gà tại miền đông nước Mỹ là một người Việt khá là thành đạt tại Hoa Kỳ. Anh cho biết là mô hình chăn nuôi gà kiểu Mỹ đã đem lại cho anh nhiều thành công và nhờ có con gà mà anh được như ngày hôm nay. Trang trại gà của anh Tuấn bên một bìa rừng tại vùng giáp ranh giữa bang Maryland và Delaware, cách thủ đô Washington gần 3 tiếng lái xe. Đường đi vào trại gà khá vắng vẻ, hầu như là không có xe cộ đi lại. Giống như đi vào khu nông thôn nước Mỹ, Chúng tôi gặp anh Tuấn ngay tại trại gà chỉ cách nhà anh khoảng 50 m Trại gà của anh gồm 4 khu chuồng, mỗi khu khoảng là 2.800 m2, nằm trên một khu đất trống khá rộng, đủ để có thể xây thêm từ 4 đến 5 khu chuồng nữa. Anh kể rằng anh tới nghề nuôi chăn nuôi gà một cách khá tình cờ, cách đây khoảng 10 năm. Trước đây anh đã làm neo 24 14 năm trong một dịp tình cờ tại một bữa tiệc. Anh Tuấn gặp là một người bạn và được nghe cách chăn nuôi gà. Sau đó anh đã tìm hiểu thì cảm thấy rất thích thú và bàn với vợ đi theo nghề này trong 4 năm nay. Anh khởi nghiệp bằng một trại gà mua lại của một người Hàn Quốc cùng gần nửa triệu USD từ vốn vay ưu đãi của ngân hàng. Bắt đầu từ năm 2011, chỉ cần 20% vốn tự có cùng với hợp đồng nơi gà cho công ty, anh có thể vay ngân hàng toàn bộ phần vốn đầu tư còn lại mà không phải thế chấp tài sản. Vạn sự khởi đầu nan, anh Tuấn không có một chút kinh nghiệm nào trong việc chăn nuôi gà cũng như công nghệ chăm sóc gà. Có những lúc tưởng chừng đã buông xuôi do quá nản và vất vả. Nhưng với sự động viên của gia đình, anh đã từng bước tìm tòi, đúc kết kinh nghiệm qua những vấn đề gặp phải và đầu dần dần nắm bắt được mọi kiến thức cần thiết, cũng như trải qua được những thất bại. Trở ngại đầu tiên với anh là không biết ai làm nghề nuôi gà ở thành phố này. Anh phải tự may mò tìm hiểu. Có gì không biết là lên mạng tìm kiếm thông tin. Sau 6 tháng anh Tuấn gặp được cộng đồng người Việt tại đây và họ chỉ cho người những điều anh không biết về kỹ thuật chăn nuôi gà. Các công ty chăn nuôi lớn tại Mỹ thường thuê các hộ gia đình chăn nuôi chăm sóc gà, trừ cơ sở hạ tầng như nhà xưởng và thiết bị kỹ thuật do cá nhân tự đầu tư. Công ty sẽ cung cấp toàn bộ nguyên liệu đầu vào. Từ con giống, thức ăn cho đến thuốc phòng bệnh và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Người nuôi chỉ việc chăm sóc và nhận thù lao. Mỗi lứa gà anh Tuấn nuôi khoảng là 120.000 con và thường chỉ là sau 7 tuần là được xuất chuồng. Trừ thời gian ban đầu vất vả do thiếu kinh nghiệm, tới bây giờ mọi việc đã nhàn hơn rất nhiều vì mọi quy trình đã được tự động sẵn. Quy trình chăm sóc gà đều do máy tính điều khiển trong chuồng, điều chỉnh nước, thức ăn, nhiệt độ và thông gió. Mọi thông tin trong máy tính đều báo về điện thoại cho mình, do đó ở nhà vẫn có thể biết con gà sinh hoạt thế nào. Khi đi đâu mình kết nối vào điện thoại, kể cả khi ở Việt Nam hay bất kỳ đâu mình cũng có thể biết gà hoạt động bình thường hay không. Với chuồng gà như vậy thì chỉ cần một người làm việc chọn giờ là có thể điều khiển được và 8 chuồng thì chỉ cần hai người là có thể đảm nhiệm được. Hãng gà bắt buộc mình phải có cái máy này để điều khiển gà trong chuồng, anh Tuấn chia sẻ như vậy. Anh Tuấn cho biết thêm là việc chăm sóc chăn nuôi gà đều phải tuân thủ một quy trình nghiêm ngặt từ việc cho ăn, cho uống, nhiệt độ điều hòa cho tới thiết bị bảo hộ lao động khử trùng và phòng tránh dịch bệnh. Mỗi tuần hãng gà có kỹ sư tới kiểm tra xem anh có làm đúng quy trình hay không và nếu sai họ sẽ chỉ hướng dẫn tận tình. Xong nếu năm này sang năm khác làm sai thì hãng sẽ không làm việc nữa. Chăn nuôi gà trong 6 năm qua với thu nhập là từ 300.000 đến 350.000 USD trên một năm. Anh Tuấn cho biết với mô hình này chỉ cần từ 10 đến 15 năm là có thể thu hồi vốn, đầu tư ban đầu và cho thu nhập tương đối cao và ổn định. 6 năm qua tôi thấy quyết định của mình là đúng Tôi rất muốn mở thêm nhiều trang trại như thế này nếu có sức lực Kế hoạch của tôi là phải hoàn thành xây thêm 4 trường gà nữa Tôi muốn con gà khỏe mạnh, mọi người ăn gà hàng ngày Tôi sẽ nuôi và phát triển nhiều nữa Anh Tuấn chia sẻ thêm Không chỉ đặt mục tiêu xây thêm 4 khu trường gà Trong năm 2017 này anh tuấn còn luôn ấp ổ suy nghĩ làm thế nào để có thể đưa mô hình chăn nuôi gà của mỹ về việt nam để giúp bà con nông dân tăng năng suất và nâng cao thu nhập góp phần làm giàu cho đất nước kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng